Sang năm 2021 thì Intel đã thể hiện sức mạnh của mình ở bộ vi xử lý là Tiger Lake thế hệ thứ 11 và có mặt ở hầu hết tất cả các dòng laptop mới. Với mức giá cực kỳ hợp lý và thêm một sự lựa chọn cho các bạn học sinh, sinh viên, dân văn phòng với thiết kế sang trọng mang đậm chất doanh nhân thì Dell Virtual 15 3500 sẽ là nhân vật chính của video ngày hôm nay. Và chỉ với khoảng 15 triệu thì các bạn sẽ sở hữu được Intel Core i5-1135G7 có xung nhịp boost tối đa lên đến 4.2 GHz này, kết hợp với đồ họa Iris Xe Graphics. Với cấu hình này thì các bạn có thể thực hiện được tất cả các tác vụ từ văn phòng cơ bản như là lướt web, Word, PowerPoint, Excel cho đến các tác vụ nâng cao hơn một chút như là Photoshop hay là edit video. Không chỉ vậy thì đối với những dòng chip mới này của Intel thì đều có thể giúp laptop của các bạn tiêu hao ít năng lượng hơn, kéo dài thời gian sử dụng laptop hơn. Và với pin là 4 cell 42Wh thì sau một ngày trải nghiệm với các tác vụ cơ bản thì Dell Virtual 15 3500 này có thể sử dụng được trong vòng 6 tiếng đồng hồ, vừa đủ cho một ngày để các bạn có thể làm việc. Về RAM thì sẽ là RAM 8GB sẽ cho khả năng đa nhiệm tốt. Thêm vào đó thì máy sẽ còn hỗ trợ khe RAM có thể nâng cấp tối đa lên đến 16GB. Các bạn có thể vừa làm việc với các tác vụ đồ họa này, vừa lướt web, vừa mở YouTube nghe nhạc, nghe review về các sản phẩm của AnFast mà không lo là máy bị giật hay là bị lag một chút nào cả. Về phần ổ cứng thì sẽ là ổ cứng 256GB cho tốc độ phản hồi vô cùng nhanh chóng. Và Dell thì cũng sẽ có thêm một slot 2.5 để có thể nâng cấp cả HDD và SSD tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn. Thì đây sẽ là một điểm cộng cho Dell Virtual 15, điều mà nhiều các mẫu laptop bây giờ thì đã bỏ đi tính năng này. Về thiết kế thì Dell Virtual 15 3500 giống y hệt với cả Virtual 14 mà mình đã có một video review trước đó rồi. Ngoại trừ việc vì đây là màn hình 15,6 inch thì nên kích thước sẽ to hơn một chút. Vẫn sẽ là chất liệu làm bằng nhựa để tối ưu hóa trọng lượng này. Độ dày chỉ có 19,9mm, khá là mỏng. Thiết kế thì vẫn sẽ có những vạt chéo để chống bám bẩn và bám vân tay lên bề mặt này. Màn hình lớn thì cũng là một điểm cộng cho Dell Virtual 15 với độ phân giải đây là Full HD, tầm nền WPA cho các bạn góc nhìn rộng lên đến là 178 độ. Kèm theo đó thì sẽ là công nghệ chống chói anti-glare và công nghệ LED backlit sẽ giúp cho các bạn dễ dàng quan sát màn hình hơn khi sử dụng laptop nơi có độ sáng cao và tiêu thụ điện thì ít hơn rất là nhiều. Và với mục đích là phục vụ cho công việc và học tập thì Dell Virtual 3500 có rất là nhiều các cổng kết nối ở đây, sẽ bao gồm là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45, 1 khe thẻ SD và 1 cổng nguồn. Ngoài ra thì laptop còn có cổng mạng kết nối không dây là Wi-Fi và Bluetooth nữa. Ở đây thì thiết kế phím chuyển xuống phần bàn phím nhá, thì chúng ta sẽ có thiết kế bàn phím hợp lý này, hành trình phím sâu, độ nảy khá là tốt sẽ giúp cho các bạn gõ phím nhanh và thoải mái. Hơn nữa thì bàn phím này cũng trang bị bàn phím số riêng để tiện cho các bạn nhập số liệu tiện hơn. Về phần bàn phím thì cá nhân mình đánh giá là gõ thích hơn so với cả Virtual 14, mà mức giá của em này thì còn rẻ hơn cũng rất là nhiều nữa. Chuyển xuống phần touchpad thì chúng ta sẽ có touchpad lớn, cảm giác di khá là mượt, khả năng tracking tốt này, các bạn sử dụng sẽ không phải mua kèm chuột rơi. Và tổng kết lại thì với mức giá sẽ rất là rẻ, chỉ khoảng là 15 triệu đồng, hiệu năng vẫn là tốt, màn hình to, thiết kế có bàn phím số thì Dell Virtual 15 cũng cực kỳ đáng mua và các bạn có thể sử dụng được em máy này trong khoảng từ 3 đến 5 năm với độ bền của Dell cũng rất là cao nữa. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là AnFast có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.